những điều thay trắng đổi đen, những điều mình không nghĩ rằng nó có thể thành sự thật, những điều mà mình cảm thấy là nó bất ổn mà nó được lên ngôi, những điều mà làm chúng ta cảm thấy không thể tưởng tượng được mà tại sao được cổ suý, được đưa lên, và quá nhiều điều. Tiến tin chắc là các anh chị đã ở Mỹ hơn 10 năm nhưng tiếng Tây chúng ta cảm thấy rất là sót, mà chúng ta trong khả năng của mình cũng không thể thay đổi được nhiều. Nhưng Tiến xin hỏi anh, với trước những điều mà là chúng ta cảm thấy sót và đau lòng trong xã hội chúng ta tại đây, thì là một người giáo chủ, một người lãnh đạo tinh thần của rất nhiều các anh chị đây, anh muốn gửi gắm điều gì với những đệ tử anh để họ tìm thấy được ít nhất là hai chữ bình an trong sự tù lộ của xã hội? Nói này là ông Phan Trình ngày xưa 500 năm trước ông nói: chừng nào thằng ngốc làm vua, thế gian cậu chọc, thầy chùa quậy nát nước Việt. Việt Nam này bắt trọng cũng tên ngốc lúc bãi đanh cũng làm bãi đồ quá, cho nên homeless khắp mọi nơi, nước Việt đói khổ. Thì đó là sự thật. Những lời tiên tri cũng trong những ngày tận thế là một cái xã hội upside down, tức là đảo lộn tất cả mọi thứ, từ kinh tế, chiến tranh, bệnh dịch, rồi những phe phái độc tài, tất cả nó chỗ ra hết, nó y như là giống như đồng hồ vậy, ra một lượt, rồi sau đó chúng ta sẽ có một thời thái bình, không có bệnh tật, thời tiết trở lại bình thường, reset lại. Hiện giờ mình đang bị bấm nút reset, cho nên thấy Việt Nam nhiều hiện tượng không? Ban ngày thì ban đêm rồi đó, mấy ông quá, rồi 5-6 mặt trăng đúng không? Còn bình an mấy đứa này với con về với Thiên Long Sơn có đứa nào có buồn gì đâu? Cầm cuốn kinh ngồi thiền, chỉ dạy mấy đệ tử ngồi thiền đó, mấy đứa con biết được phải không? Chỉ có người không phải họ thiên đó, không có biết. Cái mấy đứa này nó có cái technique hết. Mỗi lần mà bị chuyện gì gia đình đó là bắt ấn ngồi thiền. Đây ngồi thiền không bắt ấn mà mai nó tới nó hung mình đó. Cho nên là tất cả ngồi thiền là căn bản là ngồi thiền, là biết phương pháp, biết cách để mình ngồi thiền. Tại vì cái linh hồn của mình đó, nó cần nghe cái xác của mình nói cái gì. Chứ nếu không cái linh hồn phải làm nô lệ cái xác không có đúng. Cái xác phải nghe lời cái linh hồn nói gì cho dễ hiểu, tại tiếng là tiếng thường, thì cho nên cái linh hồn á nó cần mình ngồi yên để mà nó lắng nghe. Tức là mình chạy theo biêu bọt, mình chạy theo củ hành củ tỏi, mình chạy theo cái này cái kia thì lúc đó mình rối loạn, mình buồn. Cho nên phải ngồi thiền thôi, ai cũng phải ngồi thiền, thì tất cả ngồi thiền, dạy ngồi thiền hết, đứa nào cũng biết mà.